Tiếp cái đồng hồ này các bạn ha. Rồi mình sẽ khui cho bạn xem cái đồng hồ Bentley Anh Quốc nè. Sapphire dây thép đặc cao cấp. Để mình coi coi cái đồng hồ này nó có chất lượng so với cái Venus đi không. Mấy cái này mình mua cũng lâu rồi, gần tháng rồi mình bây giờ mình mới khui nè. Mình tin tưởng shop và mình liều luôn. Không có thời gian đó, bây giờ bữa nay nghỉ được 3 ngày phép rồi về làm luôn hết cái mấy cái video mà mình còn mười mấy cái sản phẩm luôn mà hứa bạn hoài rồi giờ mới làm nè. Rồi giờ mình khui ha. Rồi khui 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 này, rồi bắt đầu ra hộp nè. Rồi các bạn xem ha. Rồi ai da, lấy luôn cái hộp, nó xuất luôn hộp dưới rồi, lấy cái nắp ra kỳ quá đi. Đây và đồng hồ đập đây ha. Rồi cái này giới thiệu sơ thôi, video trước mình có giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm của đồng hồ này. Rồi thổi cho nó sạch xíu rồi nha. Đây là pin, pin đăng kèm trị giá là nghe nói shop là giá 40k, nhưng mà các bạn mua mà tùy theo nơi chắc có thể là chênh lệch, hoặc là tùy theo chất liệu pin ha. Rồi ok, chúng ta khui hàng em nó thôi, dở ra nè. Đây rồi hộp thì trống các bạn nha. Ok hộp khá là lịch sự ha, quà tặng ngồi quá ưng ý luôn á. Rồi không biết em nói sẽ như thế nào đấy. Wow, đang chạy khá là to bạn ơi, khá là to luôn nha. Video 4K mình sẽ đưa cái đường link dưới các bạn xem video gốc luôn ha. Hoặc là nếu mà mình coi cái chất lượng của YouTube nó không đủ như mình quay á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm cái video gốc, các bạn tải về bạn xem nó sẽ sắc nét hơn nữa ha. Đây Roma rồi, và cái tay mình gọi này, thì đeo nó cũng hợp ha. Cái tay hơi to xíu các bạn nha, tay mà nhỏ 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 là chắc là không không ổn đâu, nhìn nó không hợp lắm đâu. Roma nè, cho các bạn xem cái đồng hồ cũ của mình, cái đồng hồ Rolex hàng hiệu đó nha, Rolex hàng hiệu mà hàng nhái đó. Nó to hơn cái đồng hồ Rolex mình luôn ha, to hơn luôn các bạn. Này tay phải phải nên những người hơi tròn một tí, hơi mập béo một tí là đeo rất đẹp. Rồi cho bạn xem bên dưới luôn ha. Rồi mình quay video 4K nên nó cho phép quay được có 10 phút thôi, mình sẽ tranh thủ mình sẽ đi những cái thông tin cần thiết nhất để cho các bạn xem ha. Đây cái này dây là dây dính các bạn nha, dây bấm nên mình không có thể tháo rời cho các bạn xem rõ được cái mặt đáy bên trong. Chúng ta xem nghiêng nghiêng ha, chúng ta xem nghiêng nghiêng đây. Chúng ta xem nghiêng nghiêng đây, nó có ghi thông tin đây, Sapphire Roma. Cái chỉ số ATM thì như shop ghi là 3 ATM, 3 ATM thì chúng ta đi mưa đi nước. Rồi nói tới nước là mình sẽ test nước luôn cho các bạn xem. Giờ mình sẽ gỡ cái phần lớp keo này ha, để tiết kiệm thời gian mình có những cái khác đó, nó nhiều hơn thì mình sẽ gỡ cái bằng keo này offline các bạn nha. Rồi chúng ta tiếp thôi bạn nha, mình gỡ mình phải lấy cái dao rọc nhẹ một đường giữa trên này nè, rồi mình tét ra dài dài lặn xuống dưới luôn ha. Rồi mình khả năng mình đoán là họ tháo cái cốt mà họ chồng vào mà nên hơi khó gỡ cái bao xíu. Rồi các bạn xem dây ha, dây đây này thì thường để phân biệt đồ thật đồ giả, chúng ta nhìn sơ chúng ta cũng biết các bạn nha, mắt thường chúng ta quan sát chúng ta cũng đủ thấy ha. Với tầm giá như thế này thì chúng ta sẽ khó mà tìm được một cái đồng hồ mà nó gọi là giống như hàng hiệu, nhưng mà với tầm giá này là cũng tương đối là ổn các bạn nha. Dây nè nó sụp xịt nữa mà ha, thì tầm giá này chúng ta cũng không đòi hỏi gì hơn nữa các bạn nha. Ok giá này là được rồi. Về chỉnh nè, mình để y mặc định mình chỉnh xoay nè ha, xoay cốt thì nó không lên da, không lên phút, không lên giờ, không lên ngày. Giờ mình sẽ kéo nhẹ ra một cái, mình kéo hơi hút rồi đó, mình kéo nhẹ ra, kéo nhẹ hơi hơi một mắt nhẹ thôi là chúng ta có thể chỉnh ngày ha. Nên ta chỉnh ngày, nên ngày 23, ngày 23 thì trước khi qua ngày 23 thì chúng ta để ngày 22 đi, chúng ta kéo ra chúng ta chỉnh giờ trước các bạn nha, tại vì lỡ thì nó nằm ở cái mức giờ khuya đó, giờ PM á, là chúng ta chỉnh cái thành ra cái nó sẽ đi sai giờ.
giờ là 11 giờ 15 phút. Mình ví dụ cho bạn xem qua phải giờ khuya hay mấy giờ nha. À đúng rồi nè, nếu mà nó qua 12 giờ mà nó không có nhảy lên 24 ấy, nhảy lên 23 các bạn nha, mà chúng ta trả lại nó rồi trả tới thì nó cũng không có lên. Đó kinh nghiệm chúng ta chỉnh đồng hồ để cho đừng đừng có phải chúng ta quay lại nguyên cái khoảng giờ sau bạn ha. 11 giờ 15 cho 16 phút đi. Đó. Đó là cái kinh nghiệm nhỏ chúng ta chỉnh giờ, chúng ta không cần phải chỉnh ngày lại ha. Chúng ta lỡ chúng ta nãy mình chỉnh 23 rồi cái mình chỉnh qua cái muốn 12 giờ PM cái nó nhảy lên 24. Đấy thì chúng ta có ít kinh nghiệm, chúng ta quan sát, chúng ta chia sẻ nhau để chúng ta học hỏi thêm, mình cũng học hỏi ở người khác thôi chứ mình cũng không hay gì đâu. Rồi đây mình bấm thử ha, cái này chúng ta ấy mắc được các bạn ha. Ôi khá là rộng các bạn nha, khá là rộng luôn á, khá là rộng. Rồi dây khá là lỏng rồi ha, thì chúng ta có thể giặt mắt bớt các bạn nha. Thì cái video giặt mắt dây kim loại thì mình có chia sẻ rồi, mình sẽ đính kèm cái link bên dưới luôn của những cái đồng hồ mình giới thiệu các bạn, để các bạn có thể giặt mắt bớt ha, cũng dễ, giặt mắt cũng dễ mà ha, không khó lắm đâu. Rồi nói chung là tầm giá rồi tính năng, à quên tính năng chống nước chứ. Thôi chống nước mình sẽ cho video sau đi ha, video mình sẽ cho chuyên chống nước luôn để mất công giờ cái nó ấy nữa, nhưng mà cái video này mình sẽ cho chống nước ít đi. Đây test nước nè, rồi để video sau mình sẽ ngâm lâu hơn, giờ mình test trước vài phút cho bạn xem coi nó có đủ khả năng chống nước hay không nha. Cái hồi nãy mình vừa quay là cái Venus, cái đồng hồ nữ nó làm là chống nước khá là tốt, 15 phút luôn nó vẫn ổn, vẫn chạy ha. Để coi mình đưa em này về bảo tàng hay là mình đeo tiếp nè. Nói chung cái đồng hồ này mình cũng tặng thôi, mình thì không, cái lứa tuổi mình mới 32 thôi, đeo cái này thì nó hơi đứng tuổi quá, cũng cũng không không có hợp lắm. Mua chủ yếu là mình tính tặng này nên mình mới 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 lựa chọn. Cái mình không biết sao mà nó rung dữ ta, chắc chắc là ánh nắng quá. Các bạn thấy cái độ rung màn hình không, chắc là ánh nắng nó hắt làm cái màn hình nó rung theo sao, rung quá. Mình để cố định camera rồi nha, cái chân đế mình nó rung vậy. Đấy, thấy không, nó đang chạy luôn ha. Rồi mình nghĩ khả năng là cái đồng hồ này nó cũng chống nước ổn nè. Rồi để mình coi, mình chờ khoảng chừng 1 phút nữa đi, tại vì nó cho phép quay tới 10 phút nữa, cái chế độ 4K nó cho phép quay 10 phút. Lắc lắc thử coi, lắc lắc xoay xoay coi. Rồi nếu mà chống nước được trong cái ly này thì các bạn tắm rửa đi mưa rồi ha, quá ok luôn ha. Rồi cái video sau mình test nước mình sẽ phân tích, mình sẽ đọc những cái chi tiết về cái thông tin máy luôn ha, các bạn có thể xem cái link đính kèm bên dưới nữa ha. Video này mình chỉ khui hộp thôi, một video mình không thể nào nói hết được cái tính năng cũng như là cái khả năng của nó, tác dụng của cái đồng hồ này như thế nào. Rồi 9 phút rồi, bây giờ mình sẽ lao nó các bạn nha, chỉ còn có 1 phút thôi. Rồi, mình lao đồng hồ nè, các bạn chờ xíu nha, mình chờ xíu mình vũ nước nha. Rồi mình lao nha, lao đi, lao sơ sơ đi rồi test tiếp nè. Rồi nếu mà cái đồng hồ này ok chống nước nữa là quá quá ổn các bạn nha. Rất là ok bạn ha. Vậy là ổn rồi ha. Rồi video sau mình sẽ test full nước luôn, là có nghĩa là cho 10 15 phút để cho nó ngâm nước lâu hơn. Rồi để tới video sau mình sẽ để cố định cái đồng hồ này, các bạn có thể nhìn video trước và video sau cái vị trí đồng hồ nằm ha, cái vị trí của đồng hồ nằm là chúng ta biết, là chúng ta biết là video này có tiếp tục hay không. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiếp video sau.